Để mà nói ra tướng mới nghe chừng tỷ lệ vẫn khoai lắm anh em. Tuy nhiên là vẫn đem thôi đỏ quên đi. Ôi thôi 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 thôi. Yo, hello what's up chào em nghe, chào quay lại với channel mình đây, từ từ đường phố đấy người nha. Thì anh em nghe này, tại chị nghe từ từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chưa? Video cho anh em xem video vậy, đầu video anh em xem like và một subscribe channel phát triển nhật của anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau cập nhật tình hình và các sự kiện tung mới nhất game này tại đại chiến anh em, và đặc biệt cùng nhau lên quả kèo tập 800 thùng cho anh em trên kênh. Hiện tại tôi mới nhận được một quả kèo của anh em khá là lâu đó, Phong anh em. Phong này lại gửi kèo đến cho tôi. Để một quả kèo ra đập 800 thùng bia anh em để săn tướng mới các bạn. Liệu có ngon hay không thì ok, clip hôm nay chúng ta sẽ biết được, và tỷ lệ tướng ra sao thì ok, clip hôm nay chúng ta cũng sẽ test. Cái mặt đó thì chúng ta sẽ ghé fanpage để điểm qua sự kiện hiện tại xem chúng ta còn sự kiện gì hot không. Thông báo nhẹ, hiện tại bên kênh vẫn đang có một cái event tặng code, anh em chưa tham gia thì có thể vào xem và tham gia nó video tối hôm qua nhé cả mọi người. Đầu tiên là phải điểm qua đây, đó là sự kiện chào mừng tướng mới anh em. Nhận code này bằng UD nhé, anh em chưa tham gia nhớ vào tham gia. Và yêu cầu cơ bản chúng ta phải đặt 4k like và 5k xe. Hiện tại mốc like đã đủ rồi anh em, xe thì sao? Bây giờ 1k 8 các bạn, em đang thiếu lượt xe khá nhiều anh em, nhớ vào mỗi người 1 like 1 xe nhé các bạn anh em. Đang gặp chính trường. Thông báo định kỳ, hiện tại như tuần này chúng ta không còn gì nữa. Có VIP code chiên, tầm này bạn nào quên chưa nhận không? Chưa nhận thì chính chủ đi nhận đi nhé. Có đây tuần thì sáng nay tôi cập nhật qua, sáng nay tôi cập nhật qua một số vấn đề về code rồi. Anh em nào chưa nhận thì có thể xem video sáng nay. Ngoài ra thì còn một số sự kiện nữa là voucher đến hết ngày 26 à, hôm nay 25 anh em. Đây, sự kiện voucher Gosu nhận quà Trần Gu này, hắn còn là anh em chưa tham gia thì ghé qua tham gia luôn. Đó là về mặt quà code anh em. Đây, có đe thì gọi có thể đây, đây cập nhật luôn. Tiện sáng nay cũng cập nhật rồi chứ thôi, đang rảnh cũng cập nhật luôn cho anh em. Đây các bạn nhá. Đây có đe tuần mới này. Có đe ra khơi này các bạn này. Anh em thích thì có thể nhập 3 code mới đây này. Sáng nay có video cập nhật full rồi thôi. Giờ qua nhóm các bạn nào. Thêm vụ bảo trì này không nói lại nữa anh em. Ok, được rồi. Đó, điểm qua thông tin sương sương về quả cốt nhá, anh em để xem và tham gia. Giờ chúng ta sẽ về vấn đề chính anh em, đó là bắt đầu cùng nhau đi phang thùng thôi. 800 thùng bia. Liệu rằng sẽ có thể ra đấy không thì ok, get go nào. Kilemon anh em, khởi động là chúng ta đã ra ngay một tướng Kilemon rồi anh em. Các bạn B đập sự kiện tướng mới đập lượt đầu này đúng không? Thùng bia quên là tướng SF cũng khá nhiều. Nên là anh em phải cân nhắc. Sanri Babilama Vissat. Ui, Kitwalo luôn ạ. Được của nó anh em, Kitwalo cũng là tướng đến từ hiện tại chơi vẫn là Osuke không đâu. Nếu như anh em chưa xíu và chưa lâng thì có thể cân nhắc lâng lên. Babilam tiếp tục Zoro X10 nào, Doqui N Sanji căng nhìn lên được 300s rồi anh em, cũng được của nó các bạn. Kizaru à, ồ chỗ này cũng được anh em, 400s ít. Nhưng mà tính 150 thùng 4 cháu thì cũng được. Có được cháu thật làm không? Càng thế nhờ. Săn đi vì sở mẫu anh em, tướng làm đây rồi. Nhưng mà từ hôm qua giờ chưa đập được tướng ấy nào anh em, chưa được tập ra tướng mới ạ. Uầy, săn đi tiếp anh em. 6 cháu, 200 thùng làm 6 cháu S à. Cũng được anh em. Mà thứ chúng tôi cần tướng mới cơ. Khó nhờ. Hôm nay mình có thành công hay không đây. Tiếp tục anh em, động lực nào, quay trở lại. Tiếp tục đá. Ui. Thích nhất tướng này anh em, hiện tại ra Yamato anh em, quá đỉnh. Ngon rồi. Thêm tướng Yamato anh em. Tiếp tục lượt 100-200 thùng bia tiếp theo anh em, sẽ bao nhiêu cháu nhé? Từ đây 6 cháu đúng không? Rồi. Lượt 200 thùng bia này được mấy cháu đây?
kìa, khởi động nung muối ấy thôi à, Yamato ra. Vớt vớt nhau cái nào, thêm cháo nướng được, thêm cháo Yamato nướng được, không không sao đâu. Tính mình không ngại đâu, bạn cứ tặng. Ok, em về trăm thùng một cháo rồi à. Dâu trắng anh em. Kinemon, uầy, càng đấy. Hai luôn à, ba cháu rồi. Giờ này em được 6 cháu, biết là này được bao nhiêu cháu đây. 200 thùng bia này nghe có vẻ khoai hơn các bạn, hơi khoai. 200 thùng bia này có vẻ khoai hơn anh em, hơi bị khoai luôn á. Ok, tiếp tục nào. Rúp. Uầy, 2, 4, 5, 5 rúp đi, xương khô luôn anh em. Ok, được 3 cháu ra. Con nào nổ phát xem nào, càng đấy. Chút hạ 200 thùng bia tiếp theo này chỉ được 3 cháu S thôi anh em. Đây là bù lại được đầu nữa mới được 9 cháu đầu đấy thôi. Ok, 200 thùng bia tiếp theo là vẫn là kia ru khởi đầu anh em, liệu có vượt được đợt này không đừng biết nha. Kìa. Thôi nào từng mới đây. Cũng càng đấy. Cũng khét đấy, ra gì này nọ đây anh em. Kìa lại trăm thùng một cháu à. Khó chịu thế nhờ. Lâu lắm rồi không mẹo nhỉ. Làm quả mẹo đi anh em. X1 này, X10, X10 vẫn là kia rồi anh em, được 2 cháu ạ, lần này được có 2 cháu S thôi, toàn người được lấy các bạn. X10 khó chịu thế nhờ. Ây da, 44 thùng. Hai cháu Kiraru anh em, không hơn không kém quá. Càng đét luôn ạ. À. Ồ, ba cháu ạ, vẫn là ba cháu S. Từ nữa thì được hai, vẫn là được ba cháu đó anh em, không hơn không kém ba cháu S. Vậy là vị trí chúng ta mới rút được 12 cháu S bằng 600 thùng bia. Một số lượng gọi là cân xứng các bạn, không hơn không kém. Vẫn vị trí trăm thùng hai cháu, không nhiều không ít. Mà nói chung cá nhân tôi đánh giá thì không ăn thua. Ok, còn 200 thùng bia cuối cùng, nếu tạo ra thêm kỳ tích gì không đây, trước mắt đi nhận quà đồ đây anh em. Ok, 200 phòng tầng mới anh em. 4K6, 35 quyển à. Rồi, bây giờ thì chính thức bắt đầu sửa lốt 200, mua sang 210 ta. À, tôi vừa nhận thêm anh em. Carilla Wizard. Để mà nói ra tương mới nghe chừng tỷ lệ vẫn khoai lắm anh em. Tất nhiên là vẫn đem thôi đỏ quên đi. Ôi thôi. Đấy không? Cứ phải như vậy anh em. Đó, nói cái cho ngay. Ừ được, cái này duyệt. Không cho tôi kiện ngay các bạn. Đang định chê vào tỷ lệ bữa nay 5 đi cho khoai lắm. Ok, tướng mới đầu tiên anh em, bút ghi. Một trò bút ghi đầu tiên. Đùa thế, cái lúc nào mình đang định bảo là không được đâu, cái là y rằng nhà văn lém ra anh em. Nhưng mà tất nhiên nói cũng chỉ nói thôi, làm sao có tỷ lệ nó cao như được. Bây giờ nói tiếp làm sao mà có anh em, lắm mơ. Cháu nói làm sao mà xuất hiện được ngay anh em. Bạn cho thêm cháu nó đi. Đây lại cầm lấy. Hết ngại lắm. Nói chung là nào nào anh em, tỷ lệ vẫn là đen thôi, đọc con đi. Nói một cái sự thật rõ ràng luôn. Sự từ mới. Có thể con nào này vẫn là hên anh em. Nhất là qua lượt thùng. Đập đây giờ không đã đập bọn thùng rác đấy anh em. Bởi vì đập nên nó không còn nhận được quà nữa. Nhưng mà nên nhận được có một cháu bút ghi anh em thì cũng hên, úp được tướng 10 sao các bạn. Đó cũng một may mắn là server mới như này là cũng tôi thấy cũng khá là ok rồi. Và hiện tại tôi với 8 sao à. Và giờ biết rằng tôi chưa có hết sự kiện anh em, mà cơ hội của tôi xuất hiện tướng vẫn có. Mình vương delay à. Thôi nói là nói anh em vẫn mong rằng sẽ ra thêm một tướng bút ghi nữa. Carilla
Đây là được 3 cháu Carilla. Ui, đây còn cà rốt đấy anh em. Càng đấy. 3 cháu Carilla đấy anh em. 5 cháu, 6 cháu. Ui, BG nữa 6 cháu ạ. Với cả cháu tính dê lên nữa 7 cháu anh em. 200 thùng này hơi nhiều, 7 cháu S. Cái này cũng căng đấy anh em, đùa đâu. Thế là BG. Ok, lanh quanh đi, lanh quanh lại thì chúng ta sẽ thu về được từ mở form anh em. Để xem nào. Không dễ gì mà ăn được anh em. Kit Valo Rách hạn hán Marco Kỳ ném mò anh em. Ok, tổng sự kiện thu thập các bạn được 5 tướng. 5 tướng anh em, 5 tướng tứ hệ bút ghi. Ok, cũng được. Chúng ta cũng có thể up lên để nhận thêm quà nữa anh em. Đây. Cũng E4 à. Ồ, kit bản chuột cũng E4 anh em. Thế là có UB5 rồi. Gì này toàn game sang nhé, đẩy luôn đi, sợ gì. Chúng ta lên được một tứ hề boogie 10 sao đó anh em nhỉ, 10 sao. Theo vào nhận thêm một form nữa rồi, nên mở thêm form nữa là có khả năng úp M1 rồi anh em. Thì tính ra con nào này cũng gọi là nhân phẩm đấy anh em, ngự trong muôn người đấy, đùa đâu bạn. Thiếu form, thiếu form. Có đây bạn tràng lưng rồi nhận quà sau. Kit hiện tại thiếu bao nhiêu form, 3 form đấy anh em. 3 form đấy, tôi mở thêm được mấy form nữa nhỉ? 1 form anh em, hắn còn thiếu 2 form nữa. Nhưng nói chung nói đầu nói anh em phải cũng khá là hên cho con nàng này, các bạn thật sự sự kiện quá là ngon, cũng được 1 cháu là hết rồi. Ok, tình hình các bạn đập được bao nhiêu tướng rồi, tướng các bạn úp được bao nhiêu là comment coi. Clip này tôi kết thúc với nha, hẹn anh em theo giờ thì bye.